làm trong chánh niệm, yêu trong chánh niệm, xem trong chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Đúng không ạ? Chánh niệm tức là trong một cái khoảng khoảnh khắc thời gian mà chúng ta đang làm đó, chúng ta đang ăn đó, là chúng ta tập trung vào đúng cái thứ chúng ta đang làm, chúng ta đang ăn, gọi là sống trong chánh niệm, yêu trong chánh niệm. Ví dụ như xem mà không trong chánh niệm tức là như này, đang xem màn hình mà mấy cái cô mà múa bụng ấy, cô múa thì không trong chánh niệm là thấy cô ấy múa bụng thì cứ nghĩ đến chuyện là chắc có khi được ngủ với cô ấy thì đấy là không trong chánh niệm. Nhưng người trong chánh niệm tức là chúng ta chỉ nhìn vào tiết mục múa hay và đẹp về múa bụng đó. Vậy thì chúng ta nghe zoom trong chánh niệm là gì? Là chúng ta tập trung 100% tâm trí lực của mình vào trong buổi zoom mà bỏ hết tất cả những việc riêng, thì tâm trí của chúng ta mới đón nhận được toàn bộ những kiến thức đó. Nhà mình đồng ý với Hiệp như được vậy không ạ? À, chúng ta hãy cùng nhau nhá, cùng nhau nghe trong chánh niệm được không ạ? Tập trung 1000%, đúng rồi. Và ngày hôm nay Việt muốn chia sẻ với cả nhà với một cái điều rất quan trọng, đó là tứ lực thần diệu. Tứ lực thần diệu là cái gì? Cũng phát triển từ tứ diệu đế, từ bát chánh đạo ra để kết hợp vào trong việc kinh doanh của chúng ta. Và đây là một cái phần đào tạo rất quan trọng mà Việt được một người thầy vĩ đại của Việt, đó là thầy Ninh Tương Hiệu, cũng đã trao cho cái quyền này. Được để làm gì ạ? Để đi chia sẻ, được lan tỏa những giá trị giúp cho cộng đồng, giúp cho những người có chánh niệm trong kinh doanh, chúng ta được kinh doanh trong chánh niệm. Và những doanh nhân, hỡi những doanh nhân, hỡi những đại lý, chúng ta xác định đến với một nền tảng. Việc đầu tiên là chúng ta phải đến với một nền tảng tử tế, đến với một nền tảng bền vững, và chúng ta đang làm việc những việc chánh niệm và tử tế, làm việc bền vững. Vâng, và ngay sau đây thì Việt cũng vào ngay chủ đề của chúng ta ấy, cũng chỉ có rất ít thời gian này, không có quá nhiều thời gian đâu cả nhà mình ạ. Không mất nhiều thời gian của tất cả anh chị đâu ạ. Nhà mình chờ một chút nha. Ok, không biết là nhà mình có nhìn thấy rõ không ạ? Hãy comment cho Việt nhìn thấy nhỉ. À, Thái Hà ơi, Thái Hà xem là có rõ chưa? Ok, xin cảm ơn cả nhà mình. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tứ lực thần diệu. Tứ lực thần diệu là gì? Việt sẽ lấy một hình một con đại bàng này để trở thành một con đại bàng dũng mãnh, để trở thành một người thủ lĩnh, để trở thành một chủ người kinh doanh, thì chúng ta cùng đều phải nhìn thấy cái hình ảnh con đại bàng là một cái hình ảnh đại diện cho sự ý chí kiên cường vượt lên và là một thủ lĩnh. Và việc đầu tiên trong cái tứ lực thần diệu mà Việt phải đặt ngay con số 1, đó là kiến thức. Và phần thứ hai quan trọng tiếp theo là kiến thức, đó là cái bàn chân, là đôi chân của con chim. Muốn bay được chăng nữa thì việc đầu tiên con chim trước khi ra ràng, muốn khi bay được, muốn khi kiếm mồi được thì con chim phải đứng vững được đã. Việc đầu tiên con chim phải đứng vững được cả nhà mình ạ. Khi mà đứng vững trên đôi chân của mình rồi thì lúc đó mới phải sử dụng đến cái đầu, đó là cái tư duy. Và sau cái tư duy đó là đến cái phần thứ ba, đó là thái độ. Và khi có cái thái độ rồi thì chúng ta mới đến phần thứ tư, đó là skill. Thì cái đầu tiên Việt muốn chia sẻ đó là kiến thức. Cái đôi chân rất quan trọng của một chú chim. Thì đối với chú chim này, cái đôi chân cực kỳ quan trọng, nhưng nó lại chiếm chỉ 20% thôi. Tốc độ quan trọng của nó chỉ có chiếm 20% thôi cả nhà mình ạ. Và 20% này chúng ta nhìn thấy kiến thức là ở đâu? Kiến thức ở trong chính ngành nghề của chúng ta. Chúng ta ví dụ chúng ta đang làm giáo viên thì chúng ta phải có kiến thức ngành nghề, là đào tạo trở thành người giáo viên giỏi. Chúng ta phải có kiến thức chuyên môn về sinh học thì chúng ta dạy môn sinh học. Chúng ta là giáo viên dạy toán thì chúng ta phải có kiến thức về toán. Hoặc là những ngành nghề chúng ta đang làm, giả sử như chúng ta làm bác sĩ thì chúng ta phải có học ngành sinh, đúng không ạ? Và kỹ năng học tất cả kiến thức liên quan đến bác sĩ.
Nếu như chúng ta làm nghề công an thì chúng ta phải có kiến thức về ngành nghề của chúng ta, đó là công an. Chúng ta muốn trở thành một ai đó, một doanh nghiệp thì chúng ta phải có kiến thức về doanh nghiệp. Kiến thức là một cái nền tảng quan trọng nhất của mỗi con người chúng ta. Muốn trở lên một tuyệt tác là chúng ta phải có kiến thức đầu tiên. Và kiến thức này tuy chiếm 20% nhưng đó là vô cùng quan trọng. Nên Việt đã đặt vào đó là trên đôi chân của Chu Đại Bàng này. Nếu như không có đôi chân này, chắc chắn Chu Đại Bàng không trưởng thành và cũng không thể bay được. Muốn trở thành người thành công, việc đầu tiên của các anh chị là phải có kiến thức. Vậy thì chúng ta đến với Linh Tu, đến với Whistle thì chúng ta phải có điều gì ạ? Phải có kiến thức về, kiến thức rất hiểu sâu, là người dùng hiểu biết về Whistle, hiểu biết về nền tảng Whistle. Và nếu chúng ta tham gia đầu tư tại Linh Tu thì chúng ta phải hiểu biết các gói turbo như thế nào, cách vận hành nó ra sao, thời gian như thế nào, rồi cách vận hành tất cả những tính năng trong đó ra sao. Thì đấy là những kiến thức cơ bản nhất mà buộc một người thủ lĩnh, buộc một người sử dụng hoặc một nhà đại lý quảng cáo chúng ta cần phải có. Cho nên mặc dù kiến thức chỉ chiếm 20% thôi nhưng nó vô cùng quan trọng, thưa cả nhà. Vậy thì ngay ngày hôm nay thôi, các anh chị đã có một cái điều rất quan trọng, đó là các anh chị phải trau dồi kiến thức của mình về Whistle. Giả sử như chúng ta phải biết rằng là nền tảng mạng xã hội Whistle có những tính năng nào, tính năng như là review hay là tin nhắn hay là video ngắn hay là livestream hay là tin nhắn giống như Zalo hay như nào đó, thì chúng ta đều phải nắm bắt được. Và chúng ta phải biết được trong Linh Tu có trò chơi game file hay không, có mua được đậu để tặng sang bên Whistle hay không, chúng ta nhận tiền thì về chỗ nào, chúng ta KYC ra sao, chúng ta đặt mật khẩu như nào, chúng ta đặt hình nền ảnh đại diện, rồi tất cả những thứ đó trên Whistle và Linh Tu như thế nào, chúng ta đều phải nắm bắt rất rõ như lòng bàn tay. Phải nắm rõ lòng bàn tay như là kiểu chúng ta bây giờ ngay tại đây có thể người là anh ơi chị ơi là em bị phần này như thế này thì vào chỗ nào, thì lập tức chúng ta không cần phải mở điện thoại ra mà chúng ta bảo rằng bạn mở màn hình ra ngay phía dưới cùng bên phải, đó là phần của tôi đấy, bạn nhấn vào đó bạn sẽ thấy màn hình của các bạn gồm những thứ này thứ này thế này, thì chúng ta phải hiểu được hết. Đơn giản nhất đó là kiến thức ngành nghề chúng ta đang làm, chúng ta đang kinh doanh. Nhà mình nhà hãy comment vào đi ạ, kiến thức vô cùng quan trọng, chiếm 20% thôi nhưng vô cùng quan trọng. Nhà mình hãy comment mà vô cùng quan trọng. Và sau chữ vô cùng quan trọng, chúng ta hãy nốt vào đó, đó là ngay sau cái buổi Zoom này chúng ta về tìm hiểu kỹ toàn bộ những kiến thức về nền tảng Whistle, toàn bộ kiến thức trong đầu tư tại LinkedIn. Thiếu cái gì, chưa biết cái gì là chúng ta hãy hỏi upline, hỏi những người mà đã biết, và chúng ta tìm bằng được bằng mọi kênh để chúng ta có những kiến thức nạp vào đầu chúng ta, để chúng ta có thể giúp được nhiều người khác, được không ạ? Đó là phần kiến thức. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần là tư duy. Thì đối với tư duy, đó là phần thứ hai ở phía trên, thưa cả nhà. Ở phần tư duy này chúng ta phải lưu ý rằng khi mà có kiến thức cộng với tư duy nó sẽ trở thành trí tuệ. Vâng, trước khi cùng đến với phần tư duy này thì cho Việt hỏi rằng nhà mình có hiểu kiến thức là gì không ạ? Chúng ta hãy cùng nốt lại. Kiến thức là gì? Nào, ai có thể trả lời được? MC Thái Hà, MC Thái Hà có thể mở mic được không ạ? Là kiến thức là gì? Chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức là gì? Em được trả lời đúng không vị huấn Ok, mình đã trả lời đấy ạ. Kiến thức là gì? luyện kiến thức là gì cả nhà có biết không ạ? Kiến thức là con kiến nó không ngủ nó gọi là kiến thức. Đúng rồi. Kiến thức gọi là kiến không ngủ, nhưng thực tế là chúng ta hiểu là cái con kiến không ngủ ấy, rất là chăm chỉ, cho nên là buộc chăm chỉ là phải tìm hiểu những kiến thức chuyên ngành của mình. Nhà mình lưu ý nha, kiến thức là cái điều vô cùng quan trọng, và khi kiến thức cộng với tư duy thì sẽ trở thành trí tuệ. Khi có tư duy và chúng ta cộng với những kiến thức, chúng ta vận hành thông qua cái tự kiến thức đó, chúng ta vận dụng vào trong cái thứ mà ta mong muốn. Giả sử như ta ứng dụng toàn bộ tư duy này, chúng ta ứng dụng vào trong để vượt qua, nên là cái kiến thức này nắm bắt ứng dụng vào. Giả sử nha, nếu một người có kiến thức về ngành nghề chuyên là dẫn chương trình thôi, như bạn Nhi Candy chẳng hạn, hay hoặc bạn Thái Hà chẳng hạn, nếu chỉ là có kiến thức về MC là chúng ta sẽ dẫn từ đầu đến cuối, là trong chương trình ngày này tiếp nối như này và xong, và kết thúc vỗ tay ABC xong.
Nhưng khi một người có tư duy thì sẽ nâng cái phần kiến thức là MC lên. Đó là sẽ phải biết dẫn dắt được làm sao cho mọi người cuốn hút hơn, lắng nghe mình hơn, tập trung vào cái chủ đề của buổi giảng đó hơn. Giả sử như là anh chị em hãy cùng comment này, hay anh chị em là hãy cùng ngồi nhau là tương tác đi, hãy đặt những số này kia. Đấy là sự tư duy của họ, không có trong kịch bản, đó là sự tư duy. Và cho người nghe rất khó có thể phán đoán được, nhưng cái sự tư duy tinh tế đó nó tạo ra, đó là sự trí tuệ. Trong chương trình dẫn chương trình cũng là một sự trí tuệ. Rồi chúng ta có kiến thức về về blockchain, kiến thức về đồng TOK, chúng ta có kiến thức về các gói turbo đúng không ạ? Thì chúng ta phải sử dụng cái tư duy của mình rằng kiến thức là gì? Là gồm trong vòng 180 ngày, 360 ngày, đó là kiến thức chung. Ai cũng đều nhìn cái slide đó, ai cũng đều nhìn cái kiến thức đó. Nhưng chúng ta phải tư duy được. Có rất nhiều người là đợi phải đủ 6 tháng mới thu về và bán, đúng không? Nhưng có rất nhiều người tư duy hơn thì người ta sẽ tiếp tục cuốn lại. Đấy, cuốn chiếu lại và để gia tăng lợi nhuận. Nhưng cũng có nhiều người tư duy rằng thế, à, ở đây có affiliate. Cần phải tư duy là gì ạ? Tôi tiếp tục lan tỏa cái link của mình tôi và giúp đỡ chia sẻ nhiều người đến với link tu để đầu tư vào đây, mua các gói tour và tôi sẽ có một cái hoa hồng matching. Thì đấy là từ tư duy tạo ra một cái trí tuệ. Rồi họ có thể tính là trí tuệ là từ tư duy và logic cái kiến thức này là để tạo ra cái trí tuệ, đó là khi mà trong vòng đấy bao nhiêu ngày thì có thể tái lại được một gói nhỏ hơn và cần sử dụng cái gói đó vào trong 180 ngày hay 360 ngày. Thì đấy là một sự trí tuệ. Và đối với tư duy thì có nhiều loại tư duy. Một đó là tư duy logic. Thì tư duy logic là cái gì? Tư duy logic đó là khả năng áp dụng tất cả các vấn đề lại và mình suy xét được vấn đề từ vấn đề A này nó sẽ xảy ra sang vấn đề B, đúng không ạ? Nó sẽ xảy ra sang vấn đề B. Và chúng ta là thấy là khi tư duy logic có rồi đấy, chúng ta nhìn thấy nhận nhận là khi mà có A sẽ có B và sẽ có C. Giả sử nếu như chúng ta đến với một nền tảng mạng xã hội Whistle, chúng ta tham gia vào link tu và ở Whistle đang tạo ra cho chúng ta một điều, đó là những nhà sáng tạo nội dung ở đây không bị bóp tương tác, không bị đốt phí quảng cáo, thì điều gì diễn ra? Thì tức là sẽ thu hút được nhiều người xây kênh về đây. Đấy là logic nhé, mình tính theo logic. Mà nhiều người xây kênh về đây thì họ sẽ phải mua gói turbo để làm gì? Để tăng lượt hiển thị, tăng lượt follow. Đấy là tư duy logic. Mà khi tăng lượt follow rồi, tăng lượt tương tác rồi ấy, họ không muốn bán gói quảng cáo đi. Và họ liên tục tái lại cái gói đó để làm gì? Nhằm mục đích gia tăng lượt hiển thị và lượt follow. Khi càng như vậy thì sẽ càng nhiều người đến với Whistle và muốn bán hàng ở đây, thì cái giá trị đồng tiêu cây để mua gói turbo đó càng ngày càng tăng. Đấy gọi là tư duy logic, đúng không ạ? Nên mình nhận rất là rõ ràng đấy, cùng nhìn lại một quá trình mà chúng ta phải nhìn xem. Vậy thì tư duy logic ở đây thì cũng muốn chia sẻ với anh cô chú anh chị như này: trước khi chúng ta đến với Whistle thì chúng ta đã nghĩ gì? Đây là một nền tảng mạng xã hội lớn như thế nào? Và đây là mạng xã hội web 3 thì điều gì diễn ra? Đó là một xu thế thời đại mà không có thể điều gì để ngăn cản được. Và nó để phát huy được tất cả những tính năng tốt nhất của mạng xã hội web 2, đồng thời là sẽ tích hợp và đưa lên tính năng web 3. Và web 3 nó là xu thế của thời đại rồi và không thể cưỡng lại điều đó. Vậy thì doanh nghiệp sẽ phát triển không? Chắc chắn là sẽ phát triển, sẽ thu hút được rất rất nhiều người giới tinh hoa vào đây. Và chúng ta cần phải logic rằng mới một tư duy logic của một doanh nghiệp nha, đó là whistle và đặc biệt là link tu. Khi chúng ta tham gia đầu tư là link tu thì chúng ta phải nhìn thấy cái quá trình của một doanh nghiệp. Thường thường bao giờ cũng trải qua bốn chu kỳ chính, thực ra có bảy chu kỳ nhưng chúng ta có bốn chu kỳ chính. Một đó là chu kỳ bắt đầu. Bắt đầu là khởi sự, giống như bốn mùa đấy, một mùa xuân đấy là thời kỳ mà chúng ta bắt đầu gieo hạt đó. Thì mùa thứ hai, đó là giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn phát triển và trưởng thành, phát triển một cách cực đại. Thì đó là giống như mùa hè của chúng ta, tất cả cây cối được nảy mầm xanh tươi tươi tốt cả nhà mình ạ. Đó là chúng ta phải nhìn thấy. Và cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà chúng ta thu hoạch, hay là giai đoạn mùa thu vậy, là giai đoạn cực điểm tốt nhất rồi. Rồi sau đó là cũng đến mùa, nó sẽ có phải mùa đông rồi lại quay sang lại mùa xuân, quay trở lại như vậy. Như vậy thì chúng ta phải nhìn cái doanh nghiệp chúng ta đang làm việc và đầu tư tại đây.
chúng ta đang là người dùng tại Whistle và chúng ta đang là nhà đầu tư, là đối tác, là nhà phát triển tại Linh2, thì chúng ta phải nhìn rằng doanh nghiệp chúng ta đang làm trong giai đoạn nào, mình cùng nhau tư duy logic nha. Thì để mình biết rằng đây có phải giai đoạn bị thoái trào hay không, hay là đang giai đoạn mới bắt đầu phát triển. Thì Whistle mới có hơn 4 tháng, Linh2 thì hiện tại mới có 8 triệu người, 8 triệu phí để tham gia. Như vậy thì chúng ta đang thấy đây là mới giai đoạn mới bắt đầu phát triển thôi. So với TikTok Business, hay là so với Zalo Ads, so với Google Ads, so với Facebook Ads, thì còn phải rất rất nhiều thời gian nữa. Và liên tục update, liên tục thay đổi chính sách, đó là chuyện rất bình thường. Và đây là chỉ dành cho những người có tư duy logic và hiểu được rằng chúng ta đang giai đoạn đầu của một nền tảng. Thì đi dài hay không là do chúng ta tự nhận thấy. Và đây là cơ hội hay không là do chúng ta tự nhìn thấy. Đó là tư duy logic nha. Điều thứ hai đó là tư duy sáng tạo. Về tư duy sáng tạo đó là tư duy của khả năng tăng trưởng và đưa ra giải pháp mới. Thì chúng ta nhìn thấy là từ cái việc cũ, nếu chúng ta không có sự sáng tạo nha, chúng ta tư duy cũ, cách làm cũ thì sẽ ra kết quả cũ. Tư duy cũ mà cách làm mới thì vẫn cho ra kết quả cũ. Chỉ khi tư duy mới cộng với cách làm mới thì sẽ cho ra kết quả mới. Thì đấy là tư duy sáng tạo. Luôn luôn sáng tạo. Giống như là tất cả anh chị em nào mà là người sáng tạo nội dung ấy, ở đây có người là sáng tạo nội dung phải không ạ? Chúng ta xây kênh lên mà chúng ta cứ làm một cái video y xì nhau thì lấy đâu ra có người vào xem? Họ xem nhiều cũng nhàm chán mà. Kể cả một bài giảng cũng vậy thôi, nếu không làm sáng tạo, không thay đổi đi thì chúng ta cũng thấy rất nhàm chán luôn phải không ạ? Đó, tư duy sáng tạo thì chúng ta sáng tạo một cái nội dung giống như là Nhi Candy đấy. Tới đây sẽ có một buổi giảng của Nhi Candy về cái cách chúng ta xây kênh, làm thế nào để chuyển đổi ra được bán hàng hay nhất, làm thế nào có nhiều người follow nhất, làm thế nào để có một cái video mà nhiều 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 người thích nhất, lên viral luôn. Thì phải, chúng ta phải có tư duy khác biệt đi, tư duy sáng tạo khác biệt đi, mà hay gọi là điên rồ cũng được. Nhờ tư duy sáng tạo thì chúng ta mới có máy bay, nhờ tư duy sáng tạo chúng ta mới có những cái máy điện thoại hay là cái buổi Zoom như thế này, nhờ tư duy sáng tạo thì chúng ta mới đi vào vũ trụ, nhờ tư duy sáng tạo chúng ta mới có tất cả cái trang web 3 như thế này. Nếu không có tư duy sáng tạo, con người chúng ta luôn luôn thụt lùi. Nên cái phần thứ hai đó là tư duy sáng tạo là một điều rất tuyệt vời để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của xã hội. Cho nên anh chị em chịu khó, đây là chưa phải chuyên sâu nhá, đây chưa phải quá chuyên sâu, và sẽ có những buổi chuyên sâu để đi sâu vào thế nào là tư duy logic, phải làm thế nào để chúng ta có tư duy logic, làm thế nào để chúng ta có tư duy sáng tạo, và tập học hành như thế nào để đẩy cái tư duy sáng tạo hơn, tốt hơn. Rồi chúng ta cần phải có tiếp theo, đó là tư duy phản biện. Thì chúng ta phải nhìn vào bất kỳ một cái gì đó trên đời này thì chúng ta đều có phản ánh là tốt và xấu, đẹp và không đẹp. À, là tư duy là có thể là một người tích cực và không tích cực. Vậy thì chúng ta nhìn vào một vấn đề là chúng ta phản biện được, là khả năng chúng ta phân tích được, là chúng ta phải đánh giá được các cái cội nguồn đó, các luận điểm đó, và lập luận một cách giả thuyết. Giả sử đưa ra cái này thì mình phải có một cái giả thuyết để phản biện lại, và yêu cầu của người ta cũng phải có cái sự suy luận logic nha. Khi có tư duy logic rồi thì chúng ta mới có tư duy phản biện. Chúng ta logic từ cái này sang cái khác, mà chúng ta có một cách suy nghĩ khác biệt với người khác, mà chúng ta giả thuyết giả định được, và chúng ta mới có sự khả năng phản biện được. Nếu như ai mà lên cấp độ là tư duy phản biện được là chúng ta đòi hỏi là phải có tư duy logic trước đã. Rồi có rất nhiều người là có tư duy kinh nghiệm đó cả nhà mình. Tư duy kinh nghiệm là gì? À, tôi thấy là qua 3 mùa, 4 mùa halving này thì đều diễn ra là sau halving là Bitcoin sẽ tăng giá, và tất cả các đồng ăn coin khác đều tăng giá. Đấy gọi tư duy kinh nghiệm. Rồi là năm nay mùa xuân thì đương nhiên là mùa xuân thì cây cối bắt đầu nảy nở, mùa hè thì đơm hoa kết trái, và mùa thu thì sẽ rụng lá và thu hoạch, mùa đông sẽ lạnh lạnh giá và cây cối không phát triển được, đúng không? Đó là tư duy kinh nghiệm. Tư duy kinh nghiệm của chúng ta là cứ đến ngày rằm vào ngày 16 là trăng tròn, đầu tháng là trăng khuyết. Đấy là tư duy kinh nghiệm. Tư duy của chúng ta là cứ nhìn thấy là à, cách làm hệ thống như này là thành công, và cách làm kia là không thành công. Đó là kinh nghiệm. Chúng ta từng trải qua những mất mát, những đau thương hoặc những thành công nào đó, thì đấy là những kinh nghiệm chúng ta đang có. Và tư duy kinh nghiệm này là khả năng áp dụng những kiến thức đã từng trải qua, từng trải nghiệm,
là để chúng ta quan sát và giải quyết các vấn đề cụ thể hiện tại. Đấy là tư duy kinh nghiệm này cả nhà. Thì chúng ta cùng nhau nhìn lại xem là chúng ta đã có tư duy kinh nghiệm chưa? Chắc chắn là hầu hết ai cũng có. Tư duy kinh nghiệm là nếu như chúng ta đi đến ngã tư mà chúng ta không phanh, chúng ta vẫn nhấn ga là khả năng tai nạn. Đúng không? Tai nạn rất cao. Thế thì chúng ta tư duy kinh nghiệm là để chúng ta thấy rằng trước đây mình đã từng bị là như những con cừu ấy. Cứ thấy là giá lên là chúng ta mua. Nhưng giá tụt là chúng ta mê nó bán thống bán tháo lên. Thế là chúng ta thua trận. Đấy là tư duy kinh nghiệm. Nhưng bây giờ khi từ kinh nghiệm mình rút ra được rồi, mình hiểu rằng là tư duy của những người giàu có thì người ta luôn luôn đi ngược lại đám đông. Khi mà cả thị trường sợ hãi thì họ lại càng tham lam. Khi mà cả thị trường đang hưng phấn tham lam thì họ lại sợ hãi. Cái lúc mà thị trường đang sợ sệt như này, cả cộng đồng này ai cũng sợ, thì rất rất nhiều người đang thấy rằng từ cái kinh nghiệm cũ tôi thấy rằng đây là cơ hội có một không hai, không có cơ hội nào để diễn ra lại như này nữa, và rất rất nhiều người sẽ thành công và đang mua được rất rất nhiều đồng tiêu cây ở đây. Rồi chúng ta cùng nhìn nhau nhìn lại nhá, cùng nhau nhìn lại quá trình mà tại sao dòng họ nổi tiếng trên thế giới và những người kinh doanh ngầm ấy còn hơn cả những gọi những nhà tài phiệt đi, còn hơn cả những lãnh đạo của các nước thế giới. Tại sao những năm chiến tranh Anh và Pháp họ lại trở nên giàu có trong khi nền kinh tế thế giới đang đi xuống, chiến tranh thì đang diễn ra, mà tại sao lại sinh ra những gia tộc tỷ phú? Bởi vì họ nhìn trong nguy đều có cơ. Tại sao người ta gọi từ nguy cơ đấy? Trong nguy đều có cơ. Hết mùa đông thì ắt sẽ đến mùa xuân. Cả nhà mình nhớ nhá. Mùa đông có thể dài hoặc ngắn, nhưng cứ hết mùa đông sẽ đến mùa xuân. Vậy thì trong kinh nghiệm của chúng ta, nếu có chiến tranh thì rất nhiều người sợ hãi, kinh tế, lạm phát đủ kiểu. Thế nhưng với một người tư duy kinh nghiệm thì người ta lại có một cái điều ngược lại. Người ta nhìn thấy rằng đây là cơ hội để đổi đời, để thay đổi. Đúng không? Nó giống như tư duy ngược vậy. Đấy, kinh nghiệm mình nhìn thấy. Vì vậy tư duy ngược như nào? Thì người ta nhìn thấy ngược tất cả những dòng dòng tư duy của mọi người. Ông mà đám đông mà đi tất cả lao vào, ai ai cũng biết đến bán đất, ai ai cũng làm cò đất, thì họ lại đi lại ngược lại. Họ bảo đội này đang đi như đàn cừu đưa, chuẩn bị vào chuồng như rồi, cắt lông cắt lông. Nhưng những người tư duy ngược là họ sẽ nhìn ngược lại so với đám đông. Nhưng tư duy ngược này nó cũng có điểm yếu của nó. Nếu người nào cũng nghĩ tư duy ngược là thành công, không phải đâu ạ. Tư duy ngược còn phải phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào yếu tố đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đó là phải hiểu được, biết cái logic ban đầu đấy, là cái cơ bản, đó là cái kiến thức. Họ phải có kiến thức trước đã, kiến thức nền, đủ niềm tin vào một nền tảng đó thì họ mới dám đi tư duy ngược. Nếu như không có một kiến thức cơ bản nhất về một nền tảng hay một cái thứ chúng ta đang làm việc, không tập trung vào đó thì tư duy ngược cũng vẫn đi luôn. Đúng không ạ? Thì quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái kiến thức quan trọng nhất ban đầu, vì nó nói 20% đấy, nhưng nó cực kỳ quan trọng. Nhưng khi cái kiến thức đó cộng với tư duy ngược sẽ trở thành gì ạ? Là trí tuệ, cả nhà mình nhỉ? Tứ trí trí tuệ luôn. Thế khi mà cả đám đông tất cả lao đi mua đất, ai ai người người mua đất bán đất, thì họ sẽ tư duy ngược lại. Rồi cái môi trường cực kỳ quan trọng nữa cả nhà mình ạ. Như ngày hôm nay thôi, nếu mà chúng ta thấy là môi trường ngày hôm nay là ở đây, Việt cũng đang nghe rất là khó, nói cũng khó, cả nhà mình thấy không ạ? Nhưng chúng ta thấy là nếu như chúng ta nghĩ một cách tư duy suy ấy, thì nếu thế này thì làm sao được Zoom? Này không làm được. Nhưng Việt lại là tư suy nghĩ rằng trời đang mưa mà có một chỗ như này thôi, đó là điều tuyệt vời rồi. Có một phòng như này để Zoom cho mọi người vẫn quyết tâm chúng ta làm được. Suy nghĩ ngược lại một chút thì đây là một cơ hội để chúng ta được ngồi lại một lâu hơn một chút và chúng ta tập trung nói to hơn. Nếu như không có mưa, chỉ trong phòng cũng đôi khi chưa chắc đã làm nói to như này, bởi vì lúc đó mọi người đều nghe thế mà. Thì mình tư duy ngược lại này, nếu mưa to thì mình càng phải nói to hơn, càng khó chia sẻ thì mình càng phải mạnh dạn chia sẻ hơn, đúng không? Cái lúc mà đang vấn đề nhất, mọi người sợ hãi nhất, thì tôi dám đâm đầu tiếp tục đi làm thật, chia sẻ thật mạnh luôn, ngay giây phút này, trong cả ngày hôm nay thôi, đi suốt từ sáng đến giây phút này luôn, 2 giờ chiều nay mới được ăn. Trong lúc cả thị trường sợ hãi thì
Việt Cố Thái Hà liên tục đi chia sẻ. Anh chị em ơi, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của bạn tại Linh Tù. Và bây giờ đang xuống ở cái giá này rồi đấy. Và lúc trước ấy, khi mà giá 0.5 mấy đến 8 mấy ấy, thì rất nhiều người biết được cái giá ICO là 0.1. Thì lúc đấy tranh nhau nói rằng là thế sao mà không bảo tôi sớm, thôi hay để lại cho tôi cái giá đấy đi, nếu như tôi mua ở cái giá đấy có tuyệt hơn không, ước gì mình mua được cái giá đấy hoặc là gấp 2, gấp 3 cũng được. Nhưng chúng ta nhìn thấy xem, khi tư duy logic của chúng ta bị mất đi thì chúng ta quay ngược trở lại. Khi lúc này đây cả thị trường đang sợ hãi, nó đang xuống đúng 0.3 đấy, đúng ý các anh các chị đấy, thì lại không ai dám mua, không ai dám làm, lại rất sợ hãi. Đây là lúc chúng ta có thể lên 5 sao, 6 sao được đấy ạ. Nào nhưng mình hãy comment đây có phải là cơ hội chúng ta không ạ? Hãy comment đi ạ. Thái Hà nhìn xem là đây có phải, mọi người có cùng comment ạ. Đây có phải cơ hội cho chúng ta không? Nào hãy đặt cái tư duy ngược vào ạ. Đây có phải cơ hội cho chúng ta không? Tư duy xuôi là thấy đám đông như sợ hãi là mình cũng sợ hãi, mình bán hết. Còn tư duy ngược là chúng ta nhìn thấy là đây là cơ hội cho chúng ta. Nào, có comment vậy không ạ? Ok ạ. Nào ai thấy là đây là cơ hội chúng ta nào, hãy comment tôi. À, hãy comment tôi ạ. Anh cho to ra. À, cho em dùng cái đó đi. Ok, mà mình nhau cùng nhau comment nhá. Rồi thì chúng ta đã cùng trải qua, chúng ta hãy viết vào nhá. Có mấy cái tư duy đó là tư duy logic này, mindset chúng ta, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tư duy kinh nghiệm, là thực tiễn chúng ta trải qua nỗi đau như nào, chúng ta rút kinh nghiệm ra, là tư duy ngược, đúng không ạ? Và tiếp theo sau cái phần thứ hai này, để chúng ta có một cái trí tuệ là chúng ta phải tập trung vào kiến thức và tư duy cộng với nhau để chúng ta sử dụng áp dụng vào trong chiến thuật chúng ta đầu tư như nào, thì chúng ta trở thành một người có trí tuệ. Và tiếp theo ạ, wow. Và sau khi chúng ta muốn trở thành một con đại bàng dũng mãnh, muốn trở thành một người kinh doanh tài giỏi, muốn trở thành một thủ lĩnh trong việc dẫn dắt đội nhóm, muốn trở thành một đại lý xuất sắc lên 9 sao, 10 sao, thì việc quan trọng nhất của chúng ta đó là phụ thuộc vào thái độ chúng ta. Có bán hàng được hay không thì chúng ta cũng phải phụ thuộc vào thái độ. Chứ còn các kỹ năng là chúng ta hãy để sau cùng nha. Kiến thức chúng ta có rồi, tư duy chúng ta có rồi, nhưng nếu chúng ta không có thái độ thì thái độ này là chiếc cánh, là chiếc cánh này, chúng ta hãy cùng nhìn này, đây là chiếc cánh của con chim này, và một cái cánh bên này, bên phải này, nếu như chỉ có một thái độ mà không có kỹ năng đôi cánh này thì không thể bay được. À, cho nên chúng ta lưu ý là thái độ và kỹ năng là hai cái thứ rất quan trọng, nhưng thái độ là sẽ quan trọng trước. Người ta có câu là thái độ còn tốt hơn cả trình độ. Anh chị em chúng ta cùng nhìn nhau, nhìn lại nhá. Đến với một công ty nào đó, có một anh A rất là giỏi, nhưng thái độ anh lồi lõm, lúc nào anh cũng có đòi hỏi lãnh đạo là phải cho tôi cái này, tại sao cái kia. Tôi không chấp nhận được là phải như họ, vì tôi giỏi hơn họ, tôi không chấp nhận như thế nữa. Thì thái độ đó họ có mong muốn làm việc hợp tác hay không? Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều bạn bè chúng ta cũng thế thôi, đến chơi chúng ta thái độ thế này, thái độ thế kia thì đâu có tốt. Nhưng có rất nhiều người thái độ tích cực, họ không đòi hỏi thì họ cứ làm thôi. Thì chúng ta sẽ chia làm hai phần, đó là thái độ tiêu cực và thái độ tích cực. Thì thái độ tiêu cực nó sẽ có bốn cái thái độ, bốn thái độ, đó là một là thái độ thù địch. Khi chúng ta làm việc với khách hàng, chúng ta luôn luôn coi là khách hàng như một thù địch vậy, chúng ta luôn nói xấu về các thứ họ đang làm, cái gì họ đưa ra những luận điểm đều mình đều trái với mình hết à, mà mình cảm khó chịu với những luận điểm của họ, không tương tác với họ khó chịu luôn, thì chúng ta có bán được hàng không ạ? Rồi thái độ phản đối, cái gì họ đưa ra là mình cũng phản đối bằng được, phải là tôi đúng, không cho khách hàng nào đúng hết. Ôi cái anh đang làm dự án đấy là không có tốt cái đấy rồi, sớm muộn nó cũng, thì liệu rằng cái thái độ đó họ không muốn đến với mình, có muốn lắng nghe mình không ạ? Cái thái độ tiêu cực của mình nhá. Rồi mình luôn phản đối rằng là ô cái quan điểm của anh là quan điểm như thế là không đúng, tôi là phải nền tảng cơ chứ, còn tôi mà dự án trong ngàn mà dự án họ vẫn đang làm kiếm tiền đấy, không sao đâu. Mình không được phản đối,
mình không thù địch với họ, những thứ họ đang làm kệ họ. Và khi họ có tư duy đủ, tư duy tốt rồi thì họ sẽ nhận ra, và mình chỉ làm cách nào để mình phân tích cho họ để họ hiểu ra thôi, chứ không được phản đối họ. Ừ anh là em nói thật với anh, em đồng tình với anh là ở chỗ đó vẫn đang kiếm được tiền, nhưng với em thì em là cái sở thích của em mong muốn đến với một nền tảng thì sẽ cái rủi ro nó ít hơn. Anh chị có đồng ý với em là dự án thì vẫn có kiếm ăn được nhưng mà rủi ro cao hơn không, mà sau khi mà nó không thành công thì hệ lụy lớn hơn không? Em đồng ý với anh chị là ở đấy vẫn kiếm được tiền, mình đừng phản đối họ, phải đồng tình với họ đó, phải tạo sự đồng cảm đó. Và cái thái độ tiêu cực thứ ba đó là hoài nghi. Chúng ta hoài nghi, chúng ta đang có hoài nghi về nền tảng chúng ta, hoài nghi về những thứ chúng ta đang làm, hoài nghi rằng giá nó xuống này liệu có lên được không, hoài nghi rằng là nếu như thế này thì liệu rằng là quỹ số có thu hút được nhiều người không, Linh Tu có nhiều nhà đầu tư không, có thành công không, có ai tiêu được không, có lên sàn lấn đất được không. Rất rất nhiều cái thứ chúng ta hoài nghi tiêu cực, rồi chúng ta từ cái hoài nghi đi chúng ta sinh ra gì ạ, liên tục đi nhắn tin với người này hỏi người kia, rồi nói xấu thế này nói xấu thế kia, ôi hình như khả năng thế này nó sắp sập rồi. Cái này có không ạ, trong cộng đồng chúng ta có đấy, có rất nhiều người và đến vừa rồi phải xin lỗi ngay trên live đấy, nhưng cái này chúng ta bỏ qua nha. À, chúng ta đã từng hoài nghi rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét lại. Cái quan trọng nhất là tư duy logic của chúng ta ngay ban đầu, là chúng ta xem rằng nền tảng chúng ta đang đi giai đoạn nào. Chúng ta logic rằng là một nền tảng đầu tư lớn như vậy suốt từ năm 2020 gồm bao nhiêu triệu đô như vậy, đến giây phút này họ cũng chưa bỏ tiền vào túi. Vậy thì lấy cái gì có thể là có thể đóng đây? Và với một cái Web3 như vậy, đó là xu hướng của thời đại, tại sao chúng ta còn hoài nghi? Tất cả những chính sách đưa ra của Linh Tu đều là tốt cho những nhà đầu tư và tốt cho cả nền tảng luôn, bởi vì sẽ ảnh hưởng túi tiền của nền tảng phải làm như vậy trong thời gian qua, đúng không? Và đối với ông co-founder của Linh Tu, ông Dennis cũng nói rồi, à, trong thời gian qua nó ảnh hưởng đến túi tiền, nó là ảnh hưởng kinh tế của công ty, thì công ty sẽ phải thay đổi chính sách này, và từ giờ sẽ còn phải thay đổi nhiều khác nữa, nhưng mà sẽ liên tục, sẽ phải chia sẻ với cả nhà. Nhưng chúng ta không có niềm tin, chúng ta liên tục hoài nghi về điều đó, thì khi chúng ta hoài nghi rồi thì đương nhiên chúng ta bị dao động, và khi chúng ta dao động thái độ tiêu cực rồi, kèm theo sự tiêu cực đó là chúng ta sẽ sinh ra điểm bán tháo, phải không ạ? Nếu mình có thấy đúng không, là bán tháo thôi không chơi nữa, mình đi ở chỗ khác được không, thế nào hoài nghi quá sợ quá tháo. Rồi có rất nhiều người là thờ ơ khi biết điều này, thờ ơ với khách hàng của mình, chúng ta bán hàng mà thờ ơ quá. À, đấy nó chỉ có thế thôi, vào 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 thôi cũng chẳng chăm sóc chẳng giúp đỡ. Anh chị em thấy mà bốn cái thái độ này thì chúng ta có bán được hàng không ạ? Anh em comment đi ạ, anh chị em comment đi ạ, hãy xem giúp anh ạ. Nào, thù địch phản đối hoài nghi thờ ơ như vậy chúng ta bán được hàng không, chúng ta có thành công được không, có thành công được không ạ? À, đúng rồi, chúng ta phải đừng hoài nghi, phải tự tin. Rồi là một người tích cực thì chúng ta như thế nào? Việc đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đó. Việt Nam nói chúng ta theo dõi cái Zoom này cũng phải trong chánh niệm, chúng ta biết đến whistle là chúng ta phải quan tâm thực sự và trong chánh niệm, chúng ta phân tích kỹ và Linh Tu cũng phải trong chánh niệm đó, một thái độ tích cực đấy, luôn luôn quan tâm đến xem là lãnh đạo công ty đường hướng phát triển như thế nào, luôn luôn follow follow tại sao những nhà tỷ phú họ vẫn tiếp tục đầu tư và làm việc tại đây, tại sao các quỹ lớn họ vẫn tiếp tục đầu tư tại đây. Mình phải có thái độ tích cực đã, mà mình niềm tin tuyệt đối rằng khi những người gọi là khổng lồ đó họ đang ở đây thì mình chỉ một cái điều quan trọng nhất là mình đứng trên vai khổng lồ, một cái tư duy đó thôi, là quan tâm đấy, quan tâm tất cả những điều đó, quan tâm tất cả những thông tin mà công ty đưa lại, nhưng với một cái thái độ tích cực như cả nhà. Thì chúng ta đi bán hàng cũng vậy thôi, chúng ta phải quan tâm khách hàng đang có nhu cầu gì. Đây là liên quan việc bán hàng này, chúng ta phải quan tâm khách hàng nhu cầu gì. Nếu khách hàng chúng ta đến với Whistle, đến với Linh Tu mà chỉ muốn xây kênh thôi thì chúng ta đừng nói đầu tư, đầu tư ra bao nhiêu họ không quan tâm đâu, thì họ quan tâm là có bóc tương tác không này, có kiếm ra tiền hay không này, đúng không? Mua gói turbo để tăng tương tác follow á là chỉ một lần duy nhất trong đời và vĩnh viễn luôn,
À đấy là cái này quan tâm. Ui ấy, anh chị ơi ở đây đầu tư ở à, không quan tâm đâu. Nhưng anh chị ơi xây kênh ở đây không bóc tương tác, lại không đốt phí quảng cáo, lại tiền like là về ngay, không cần phải 1.000 người follow cũng được rồi. Tiền là về ngay, lại chia được nhiều hơn. Và ở đây lại follow thật nữa, anh chị thích không? Thì những người xây kênh họ rất thích. Vậy thì phải quan tâm đến khách hàng, họ mong muốn cái gì thì mình bán cái thứ đó. Đừng bán cái thứ mình muốn mà hãy bán những thứ mà khách hàng cần. Cả nhà mình hãy comment đấy ạ. Hãy bán những thứ mà khách hàng cần chứ không phải bán những thứ mình muốn, đúng không ạ? Comment chưa? Comment chưa? Ok, thái độ tích cực tiếp theo này, đó là chúng ta phải chấp nhận. Cái chấp nhận là chúng ta, việc đầu tiên là chúng ta chấp nhận khách hàng. Tất cả những hoài nghi của khách hàng, những cái điều tiêu cực của khách hàng, nói về sản phẩm của chúng ta, nói về nền tảng của chúng ta đều chấp nhận hết. Đồng ý với yêu cầu khách hàng luôn. Đồng ý, tất cả những đồng ý hết. Để làm gì? Để tạo được cái cảm giác thoải mái và dễ chịu cho khách hàng. Thúc đẩy cho sự tin tưởng của khách hàng. Vâng, cảm ơn chị Phạm Thị Thân nhá. Mình đừng viết nữa được không ạ? Biết ơn chị rất là nhiều. À, anh chị em mình đừng viết nữa nhá. Đẹp lắm rồi. Ok, rồi tuyệt vời. Thì chúng ta phải chấp nhận, giống như việc chấp nhận đây này. Anh chị em viết cũng được, nhưng mình phải chấp nhận được điều đó. Mình phải đồng tình. Anh chị em hoan hỉ, đúng không? Mình phải biết chấp nhận những điều mà khách hàng đang gây khó chịu chúng ta, để khiến cho họ được phải thấy dễ chịu, thúc đẩy được sự tin tưởng của khách hàng đối với chúng ta. Và chúng ta thái độ tích cực ở đây, chúng ta chấp nhận với nền tảng như nào nữa. Đây là về phía khách hàng, về phía công ty, chúng ta phải biết chấp nhận là luôn phải có sự thay đổi, update, đổi mới. Nhằm mục đích gì? Nhằm để phát triển công ty và phát triển lợi nhuận cho chúng ta. Vậy thì tất cả những thứ mà đang xây dựng, đang update đó đều là ngày một phát triển và chúng ta phải chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta không có một cái thái độ để chấp nhận thì chúng ta không đón nhận những điều tốt đẹp. Mà chúng ta chỉ hoài nghi, phản đối tôi, phản đối tôi, không chấp nhận đó. Nhưng trong cuộc chơi là cuộc chơi lớn, và chúng ta không chấp nhận, chúng ta phản đối thì điều đầu tiên là chúng ta bị thiệt hại, đúng không ạ? Nhờ mình hãy cùng nhau là thái độ tích cực là chấp nhận, được không ạ? Hãy comment chấp nhận, không hoài nghi, chấp nhận 100% luôn, follow 100%. Rồi đã những chấp nhận rồi là mình phải có thái độ ủng hộ nữa chứ. À, cách làm mới tuyệt vời, cách làm mới đúng, bởi vì cái tư duy của người giàu, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền và làm việc. Tư duy của những người tỷ phú là người hiểu rất rõ phải làm như thế nào. Người ta hiểu đắc nhân tâm, hiểu ngọn ngành người, cái thị trường đang mong muốn gì. Chúng ta phải biết rằng là ủng hộ và chấp nhận. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là niềm tin chúng ta ở đâu. Là chúng ta phải nhìn thấy việc đầu tiên là đừng quan tâm về giá, và hãy quan tâm về giá trị mà cái chúng ta đang làm. Chúng ta quan tâm xem là cái giá trị mà Linh Tu Whistle đem lại cho cộng đồng, đem lại cho chúng ta là cái gì. Chứ đừng quan tâm giá. Giá mà nó không có lên có xuống thì đấy không phải là giá, mà gọi là làm giá. Nó chỉ có lên mà không có xuống. Vàng còn có lên có xuống, đất còn có lên có xuống, mà cả nhà mình mớ rau còn có lên có xuống, giá trị con người ngày hôm nay còn có lên có xuống mà, đúng không ạ? Giá trị của một đất nước, giá trị của tiền tệ cũng có lên có xuống mà. Tại sao chúng ta không chấp nhận, mà tại sao chúng ta vẫn cố chấp rằng là ô nó phải lên cơ, tôi mua vào nó phải lên, lấy đâu ra hả? Chúng ta phải ủng hộ với những chính sách mà công ty đưa ra chứ. Rồi cái thái độ tích cực chúng ta đối với khách hàng thì sao? Nếu ủng hộ khách hàng là khi khách hàng ấy tán thành và tích cực hỗ trợ khách hàng. Chúng ta phải lưu ý là đối với khách hàng là những người mà chúng ta mong muốn là đến cùng với Linh Tu ấy, thì chúng ta việc đầu tiên ấy, chúng ta là với một cái tâm của người bán hàng, chúng ta là cái đại lý mà, thì chúng ta phải tán thành và tích cực hỗ trợ tuyến dưới của chúng ta, hỗ trợ những người đến với chúng ta, phải bằng mọi cách hỗ trợ họ cách xây kênh, hỗ trợ họ cách viết bài ngay sao ban đầu, hỗ trợ họ cách đầu tư như thế nào, và cung cấp những thông tin chi tiết đầy đủ cho họ, những lời khuyên hữu ích. Chứ đừng có phu mô rằng ui rồi anh chị ơi vào đây 100% thắng, em khẳng định cho chị là 10 đô 100 đô trong thời gian tháng tới, thế là chết đấy, họa cũng từ cái miệng mà ra cả nhà mình ạ. Mình phải cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ nhá, đầy đủ nhưng phải trung thực.
Và lời khuyên chân thành của mình phải hữu ích cho khách hàng. Anh chị vào đây ấy, xây kênh, em nói thật, khuyên thật là đừng có chuyện cứ bỏ tiền mà mua gói turbo và tăng tương tác, tăng follow, không có chuyện đâu ạ. Mà mình chúng ta phải viết bài, chúng ta phải có video, chúng ta đăng hàng ngày đều đặn và có chủ đề. Và chúng ta nếu mà làm được video hấp dẫn hay hay ấy, giống như đi như kênh đi hay một số anh chị em ấy, nó sẽ là tăng viral lên thì sẽ được nhiều người follow hơn. Thì mình phải đi sâu vào việc giải quyết vấn đề của khách hàng. Phải ủng hộ họ chứ. Thì họ mới mua hàng của chúng ta. Họ mới chấp nhận đến với chúng ta và muốn đến xây kênh ở đây. Nào anh chị hãy cùng nhau comment ủng hộ khách hàng, giúp đỡ khách hàng được không ạ? Nào comment ủng hộ và giúp đỡ khách hàng. À, chấp nhận ủng hộ, ủng hộ là gì ạ? Là luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Rồi chúng ta ủng hộ rồi thì chúng ta phải tiếp theo đó phải nhiệt tình lên. Đối với khách hàng, đối với công ty có hai kiểu thái độ tích cực và nhiệt tình. Một là việc đối với khách hàng nha, mình là một người bán hàng thì mình phải có một cái tâm là nhiệt tình, giúp đỡ, rất hào hứng với công việc, tạo ra một trải nghiệm cho khách hàng luôn, một trải nghiệm tuyệt vời. Là anh chị đến đây nhá, mặc dù không cần biết người ta có vào đến whistle hay không, không biết là có đầu tư tại Linh Tu hay không, nhưng việc đầu tiên là mình đây anh chị nhá, hãy tải whistle như này này, đây là vào PK chúng em chơi như này này, like chúng em như thế này này, hướng dẫn từng ly từng tí một, nhiệt tình từng ly từng tí một. Và nó nằm ở chỗ vị trí này thì nó được nhiều người like này, anh chị phải nói như này được nhận quà nhiều hơn này, anh chị làm này để tăng tương tác, tăng follow hơn này, thì chúng ta phải nhiệt tình giúp đỡ họ chứ. Cái quá trình mà họ trải nghiệm ấy, mình phải luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ họ, đưa những thông tin cho họ một cách nhiệt tình nhất. Phải có sự trải nghiệm của họ trong cái sản phẩm của mình thì họ mới yêu mến mình và tin tưởng sử dụng, phải không ạ? Và họ mới dám là à, đi đến với một ông A này, tôi trong hệ thống này tôi yên tâm. Chứ nếu chúng ta nhìn thấy rất nhiều anh chị em là không muốn ở hệ thống đó nữa, vì sao? Là vì vì chính cái người mà giúp đỡ chúng ta ban đầu ấy không có nhiệt tình, có phải không ạ? Rõ ràng là vào tham gia rồi cũng mất người luôn. Chúng ta hãy cùng comment nhiệt tình ạ. Nhiệt tình là yếu tố rất quan trọng. Comment chưa? Comment chưa nào? Rồi, chúng ta hãy nhìn này, quay về phía công ty. Cái giây phút này chúng ta đã chấp nhận ủng hộ rồi mà chúng ta không tiếp tục nhiệt tình lan tỏa và chia sẻ thì lấy đâu ra, lấy đâu ra số lượng người dùng đến với Whistle, đúng không cả nhà? Lấy đâu ra lượng người dùng đến Whistle nào? Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không nhiệt tình giúp đỡ công ty trong lúc giai đoạn mà cần phải có lượng người đến với Whistle thì lấy đâu ra một công ty thành công? Một công ty thành công là nhờ vào cộng đồng, và cộng đồng chúng ta không nhiệt tình thì chúng ta đang đá luôn bát cơm của chúng ta rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải nhiệt tình đối với công ty chứ. Những thứ chính sách công ty đưa ra là chúng ta chấp nhận và ủng hộ rồi, nhưng chúng ta cần phải nhiệt tình hơn nữa để chia sẻ cái link của chúng ta, giúp đỡ cho nhiều khách hàng hơn, là đồng thời giúp cho ai ạ? Giúp cho công ty, nhưng quan trọng nhất là giúp cho chính chúng ta, giúp cho chính cái túi tiền và bát cơm của chúng ta. Chúng ta đang đặt tâm ở đâu ạ? Tâm ở chúng ta ở đâu là tiền chúng ta ở đó. Nếu như bạn đang ngày hôm nay không trong trách nhiệm, bạn đang ở Whistle đầu tư tại Linh Tu nhưng đầu bạn đang nghĩ cái dự án khác, thì đầu tiên là bạn không nhiệt tình. Tâm bạn không đặt ở đây thì lấy đâu ra có tiền về đấy, đúng không? Hãy cùng nhau comment tâm ở đâu tiền ở đó. Nào hãy cùng nhau comment ạ. Tâm ở đâu tiền ở đó. Được chưa? Thì vậy thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta chọn mình là người có thái độ tiêu cực hay tích cực. Mình cùng nhau chọn nhá. Đằng nào trong một cái vấn đề nó diễn ra mà chúng ta, ngay cả vợ chồng với nhau thôi, trong một vấn đề thôi chúng ta tiêu cực, cái lập tức là chúng ta có thể chia tay nhau được. Nhưng chúng ta tích cực thì điều đó cũng diễn ra. Bạn bè chơi với nhau cũng thế thôi, đồng nghiệp cũng thế thôi. Một sự việc diễn ra như ngày hôm nay, Việt với Hà đang đi với nhau ăn cơm chiều lúc 2 rưỡi đi ăn vào quán bún chả quạt. À, mình chỉ nói là cái này không phù hợp, món ăn này thử món này kiểu này à, không thích. Thế là bà thái độ tiêu cực, bà bảo cái này còn thế nào nữa, bà khó chịu bà nói. Thế nhưng nếu như Việt mà cũng thái độ tiêu cực là bà tôi không thích ăn thì thôi đi ra khác à, thế thì chỉ cãi nhau. Nhưng với thái độ tích cực mình là gì, là đơn giản thôi, chẳng quan tâm có khi họ đang nói gì khác ấy.
hoặc là bà đang bực tức ngày hôm nay bị chồng mắng sao đấy, nên nói vậy. Thái độ do thái độ tiêu cực của họ nên cho nên là Việt không ăn ở đấy nữa, mình tìm cái nơi có thái độ tích cực hơn, tiếp đãi mình hơn. Đấy là do thái độ tiêu cực mà không có khách hàng đó, mặc dù mất hai khách hàng thôi nhưng mất mãi mãi luôn, nhưng mình lại phải có thái độ tích cực để đối đãi với họ, không chấp với họ và chấp nhận rằng họ như vậy cho nên họ mới phải bán hàng ấy, đúng không? Nếu mà họ họ tư duy tích cực thì họ đã khác rồi, quán họ đã đông rồi, họ đã trở thành con người khác rồi. Nên tư duy tích cực, thái độ tích cực là điều cực kỳ quan trọng cả nhà mình nha. Cùng nhau comment vào, mình chọn là tiêu cực hay tích cực đấy ạ. Nào comment chưa? Comment nhiều chưa? Ok, và sau khi chúng ta đã có thái độ rồi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần điều gì ạ? Sau khi thái độ chúng ta phải có kỹ năng. À, trong cái kỹ năng đây cả nhà mình. Kỹ năng có 8 cái kỹ năng cơ bản. Việc đầu tiên chúng ta là kỹ năng giao tiếp. Ai ai thế thôi, đi ra ngoài làm kinh tế hay là đến một công ty, hay là giảng dạy hay là làm việc gì đó, nếu chúng ta không có kỹ năng giao tiếp thì chúng ta không làm được gì hết cả nhà mình ạ. Không có kỹ năng giao tiếp không làm được gì cả. Chúng ta không giao tiếp được thì nói với ai? Đây là đang nói chuyện với mọi người, đây cũng là kỹ năng giao tiếp này. À, kỹ năng diễn thuyết chẳng nữa nhưng cũng là kỹ năng giao tiếp đó. Nếu ra một ngoài một quán cà phê mà hay là làm việc với người khác mà không chịu giao thiệp với họ thì lấy đâu ra bạn bè, mà không có giao tiếp thì lấy đâu ra khách hàng, đúng không ạ? Khi chúng ta giỏi giao tiếp này, thậm chí người lạ ấy, lập tức chúng ta vẫn có thể giao tiếp được, làm việc được với họ và chia sẻ với họ bất kỳ đâu. Làm như thế tôi chưa bao giờ được làm. Làm như thế hôm nay là hơi thở cuối cùng. Giao tiếp như chưa bao giờ được giao tiếp. Như ngày hôm nay nếu tôi không giao tiếp với họ, tôi không có một người bạn nào nữa cả. Cho nên chúng ta phải có cách giao tiếp tốt. Thì cái kỹ năng giao tiếp này nó đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện từng ngày một. Thì kỹ năng trong kỹ năng giao tiếp Việt sẽ chia sẻ kỹ hơn về buổi sau, từng cái một sẽ có những giáo trình để dạy cho nói chính xác hơn là để code cho tất cả anh chị em để hiểu là cái kỹ năng giao tiếp là như thế nào. À, trong kỹ năng giao tiếp cái kiến thức lắm, kiến thức để kỹ năng giao tiếp lắm. À, cười ra sao, nói như thế nào, nói giọng nào, gặp phải ai thì nói như nào, cái đấy là kỹ năng giao tiếp cơ bản thôi, nhưng nó tạo ra sự thiện cảm của rất rất nhiều người đối với chúng ta. Đó. Thì tiếp theo đó là kỹ năng nghe. Thì khi chúng ta thấy rằng kỹ năng nghe của chúng ta ấy là một kỹ năng quan trọng hơn cả kỹ năng giao tiếp của cả nhà mình nhé. Khi chúng ta giao tiếp tốt rồi, nhưng khi mà chúng ta nghe một ai đó phản hồi của trong hệ thống hoặc là của khách hàng, tôi đang thế này kia cũng không nghe thì không hiểu được họ như nào cả. Không thấu hiểu họ thì không bao giờ chia sẻ những giá trị đúng cho họ được. Và khi không chịu nghe thì khách hàng cũng không thích mình luôn. Thằng này con này nó bướng. À, nó kỳ cậy, cái tôi cái cá nhân nó lớn, nó không chịu nghe ai cả, nó cứ nghĩ nó giỏi, nó không nghe khách hàng. Rồi là khi phía trên họ chỉ đạo mình làm trong cái hệ thống này bảo làm này thì cũng không nghe luôn, trứng khôn hơn vịt. Cái đó đấy mình phải nói thẳng với nhau vậy. Kỹ năng nghe là một kỹ năng cực kỳ quan trọng, là khả năng tập trung và hiểu rõ những gì người khác đang nói. Chúng ta không có kỹ năng nghe thì sao chúng ta hết được kiến thức ngay với giây phút này thôi, chúng ta cũng đang phải nghe mà. Mặc dù chúng ta cũng có thể đã nghe rồi chẳng hạn, hay ai đó giảng giải họ, thì chúng ta bỏ cái từ tôi biết rồi đi. Là hãy cùng nhau comment là tôi biết rồi, bỏ đi. Bỏ tôi biết rồi. Bỏ hai chấm tôi biết rồi. Thì chúng ta mới nghe được. Nhưng ai còn ở đây thôi, Việt đã đang thấy là chúng ta đang có kỹ năng nghe tốt rồi đấy. Chấp nhận và nghe được người khác. Thì hiểu mới rõ ràng những gì mà Việt đang nói đúng không? Bao gồm cả việc phân tích và đưa ra những phản hồi thích hợp nhất. Thì đây là những phản ứng nghe. Thì khi chúng ta nghe một nền tảng cũng vậy, chúng ta phải nghe từ đầu đến cuối cái buổi Zoom á, thứ hai thứ tư thứ sáu đó, chúng ta phải nghe và chúng ta phân tích được chứ. Nếu chúng ta nghe không kỹ thì lẽ đâu ra có cái thứ để chúng ta phân tích, làm sao có những phản hồi đúng được. Thế rất nhiều anh chị em cứ đặt câu hỏi ra là nói thật luôn, đặt câu hỏi là không muốn trả lời luôn, vì sao những câu hỏi người khác ai cũng trả lời được mà duy nhất người đó không hiểu, hoặc những câu hỏi nó không nên hỏi, nó không đáng để hỏi, hoặc là câu hỏi nó không phải trong nằm trong kiến thức. Rồi việc đầu tiên đó là kỹ năng, là chúng ta tìm hiểu kiến thức sản phẩm. Có rất nhiều người không biết cách nhà, ví dụ là hơi một tí đã không biết về kiến thức rồi, không hiểu rồi, nhưng mà không có kỹ năng để tìm hiểu kiến thức sản phẩm. Giả sử làm để vào thế nào để chúng ta KYC cũng không có, không biết nào, cứ mà đi hỏi hỏi Việt Bot
hỏi ấy. Chúng ta không phải hỏi ai cả. Chúng ta có YouTube, chúng ta có Google. Chúng ta hãy lên YouTube đánh một phát luôn là làm thế nào để KYC trên Whistle, làm thế nào KYC ở sàn BK Global. Một loạt cái video nó lên ấy. Chúng ta xem. Chúng ta cần phải xin lại xem ai nữa. Không phải xin ai cả. Thì cái quan trọng của cái kỹ năng để tìm kiếm những kiến thức, tìm kiếm những sản phẩm đúng là chúng ta phải có đó, để phân tích nó, đấy là kỹ năng đó. Rồi tiếp theo đó là kỹ năng thuyết phục. Khi chúng ta giao tiếp tốt rồi, chúng ta lắng nghe khách hàng tốt rồi, chúng ta có những kiến thức về sản phẩm rồi, thì chúng ta phải thuyết phục khách hàng như nào, đúng không ạ? Chúng ta phải thuyết phục khách hàng. Khi chúng ta thuyết phục khách hàng đó là bao gồm là kỹ năng diễn giải này, diễn giải về cái sản phẩm của chúng ta, nó có tính năng này tính năng kia, thì khi mà muốn thuyết phục là phải có kiến thức về sản phẩm cực tốt, đưa ra những lập luận logic này để thúc đẩy cái sự hành động của khách hàng. Mình phải thuyết phục người khác, giống như Việt đang chia sẻ, mình thuyết phục được anh chị em ở đây. Khi thuyết phục được anh chị em đến với buổi Zoom này thì anh chị em mới ngồi đến giây phút này, phải không ạ? Có đúng cả nhà mình ơi, nếu đúng hãy comment số 5 thật nhiều nha cho Việt nhìn đấy. Comment chưa? Ok. Tiếp theo, kỹ năng skill thứ năm á, đó là giải quyết vấn đề. Khi mà chúng ta đưa ra những thuyết phục nhưng mà họ vẫn chưa nghe đâu. Họ bảo tôi có những vấn đề này, vấn đề kia cơ. Tôi đã thấy ở trong đấy có thứ này, thứ kia. Thì chúng ta lại phải có kỹ năng để giải quyết vấn đề đó. Hoặc là trong hệ thống chúng ta gặp một sự cố, gặp vấn đề đó, đội nhóm nói xấu nhau, rồi là tranh cướp người của nhau, cãi nhau, văn hóa không có, không đoàn kết, thì chúng ta lại phải có một kỹ năng để giải quyết những vấn đề đó như thế nào. Ví dụ như trong văn hóa là tiêu cực thì đưa lên, tích cực đưa xuống. Thế nhiều người không có cái kỹ năng giải quyết vấn đề đấy, cứ tiêu cực đưa xuống, nói là toàn thể cộng đồng biết, ô hỏng luôn, phải không ạ? Thì khi một vấn đề diễn ra là chúng ta phải có kỹ năng để giải quyết cái vấn đề đó. Mọi vấn đề luôn luôn đều xảy ra ở bất kỳ một công việc nào, một ngành nghề nào hay một công ty nào, thì mọi vấn đề luôn luôn được diễn ra, và việc của chúng ta là giải quyết vấn đề, thì cần phải có kỹ năng để giải quyết vấn đề đó, bao gồm kỹ năng phân tích cái vấn đề đó là như thế nào này, đưa ra các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề đó, rồi triển khai các bước để hành động để giải quyết các vấn đề đấy đang tồn đọng. Giả sử như trong thời gian qua là chúng ta đang xếp sơ đồ bị sai, đang vấn đề đấy chúng ta không lên được sao, ở phía trên thì đầu tư ít, phía dưới đầu tư nhiều để chúng ta nhận hoa hồng ấy, à sai nó không lên được sao, thế thì chúng ta phải giải quyết vấn đề tới đây, tái đầu tư chúng ta tái cấu trúc lại thì đưa lên trên nhiều hay ít, rồi là cần bao nhiêu ví ngang, bao nhiêu ví dọc, bên này nó bị lệch rồi thì giải quyết vấn đề đấy nó như thế nào để nó đỡ bị vượt cấp, thì đấy là cách chúng ta giải quyết vấn đề đấy. Đội nhóm đang nói xấu nhau thì chúng ta phải gặp gỡ cái đầu thủ lĩnh nói chuyện lại với nhau, rồi là cướp người của nhau thì chúng ta phải có những cái văn hóa cộng đồng của chúng ta, thì đấy là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Rồi giải quyết vấn đề là ở đây là anh chị em đang bị thao túng tâm lý, cái tội là cứ thấy mấy ông kia ông nào ông bán tháo ông ấy, ông kiếm được nhiều rồi ông bán tháo vẫn lãi, mà chúng ta vào đầu tư ở cái giá cao mà chúng ta mê man bán theo là người ta thích, đúng thích đèn gì là người ta bán phá giá đấy, bán xuống rồi bắt đầu lúc đó ta mua vào nhà mình nhận, và người ta là trên cuộc chơi của người ta là mình hỏng rồi, thì mình phải giải quyết vấn đề như nào, mình phải phải có một cái tư duy logic để chúng giải quyết vấn đề đó, đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó là chúng ta phải có chiến lược. Cái kỹ năng chiến lược là kỹ năng vô cùng quan trọng. Ở đây Việt đang thấy có ví dụ như có Thịnh Vượng đấy, luôn luôn cứ mỗi một một cái chương trình nào diễn ra là bao giờ cũng có ngồi họp với đội nhóm của mình, phải có một cái chiến lược tới này, trong thời gian tới nếu như đang có V14, V16, V18 ra này thì chúng ta chiến lược như nào, tái đầu tư như thế nào để ra nhiều gói nhất, ra nhiều tiêu cây nhất, chiến lược tới đây chúng ta bán là sợ giá nào để thu hồi cái vốn đầu tư chúng ta đó, sau đó phát triển lên như nào, chiến lược thế nào để lên 5 sao, 6 sao, lên 8 sao, 9 sao. Đều chiến lược hết. Mà Việt rất khâm phục những con người đó nên cho lên họ 8 sao, 9 sao là chuyện bình thường thôi. Đây là cái kỹ năng họ là kỹ năng tạo được cái chiến lược để cho đội nhóm, cho cá nhân mình, cho đội nhóm mình.
thì anh chị em về cũng phải tư duy về vấn đề tư chiến lược này, cái skill chiến lược này. Thì cái này chúng ta sẽ tiếp tục đến với những buổi như vậy, và Việt cũng sẽ mời những con người mà giỏi về tư chiến lược, giỏi kỹ năng chiến lược để cùng chia sẻ cho toàn thể anh chị em. Nhà mình đồng ý không ạ? Đồng ý sẽ có những buổi như thế vậy không ạ? Nào đồng ý hãy comment là tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Còn ai không đồng ý thì comment là không đồng Và tiếp theo chúng ta cần phải có kỹ năng để quản lý thời gian cả nhà mình nhau. Trong một ngày có 24 tiếng mà chúng ta sáng ra không quản lý thời gian, mà chúng ta cứ mải việc này mải việc kia suốt ngày, lướt mạng quá cũng không được, vào xem review phim, xem các này kia mà không có cái quản lý thời gian, rằng là ở buổi sáng dậy mấy giờ, tập thể dục, ăn sáng, lo cho con đi học ABC, hẹn gặp khách giờ này giờ kia, không quản lý thời gian là chúng ta luôn delay, ta gọi là giờ cao su đó, một mình một giờ, và không quản lý thời gian được là tất cả cuộc hẹn, cuộc zoom của chúng ta tại sao luôn luôn vào muộn. Và không quản lý thời gian là chúng ta không đón nhận được kiến thức mới và chuẩn chỉ. Chỉ vì không quản lý thời gian cả nhà mình ạ. Chỉ vì không quản lý thời gian là chúng ta có thể trễ máy bay. Đi muộn một chút là trễ máy bay. Đi muộn chút là gặp tắc đường. Đi muộn một chút là không gặp được khách hàng. Vì sao? Vì delay quá, khách hàng không chờ đợi được. Trong một cuộc họp ấy, cán bộ cấp cao 6 sao trở lên được họp mà ông không quản lý thời gian, ông sắp xếp ông tối hôm trước ông cứ đi uống rượu xong ông không về sớm, sáng ra dậy muộn đến giờ vào họp không họp thì ông không đón nhận được kiến thức, có thế thôi. Ông muốn hỏi người ta cũng không hỏi nữa. Quản lý thời gian mà chúng ta không có là sẽ gặp rất rất nhiều vấn đề. Thì kỹ năng quản lý thời gian là bao gồm cả khả năng sắp xếp cái công việc, tối ưu việc làm quan trọng. Giả sử như việc Zoom ngày hôm nay là việc quan trọng mà giúp cộng đồng, cho nên về quản lý thời gian ăn uống hiện tại giây phút này Việt vẫn chưa ăn, đang đi trên đường quản lý thời gian, sắp xếp thời gian làm sao để làm một cái slide như này đây. Nói thật với cả nhà là làm rất vội để làm bằng được một cái slide như này để cho cả nhà mình, nhưng quan trọng là phải quản lý cái thời gian để làm bằng được nó, thì kết quả nào quan trọng hơn thì hoàn thành cái đó đúng thời hạn. Nhưng mình hãy cùng nhau comment là quản lý thời gian vô cùng quan trọng, quản lý thời gian vô cùng quan trọng. Dạ, comment nhiều lên ạ. Ok, xin cảm ơn nhà mình. Thì cái cuối cùng, đó kỹ năng cuối cùng đó là kỹ năng tạo mối quan hệ. Chúng ta thấy rất nhiều anh chị em ra ngoài ấy, là một người rất lạ, nhưng mà phát là ngồi phát là gặp gỡ và làm bạn bè luôn. Việt cũng có khả năng tạo mối quan hệ rất tốt đấy. Ra bãi biển Nha Trang phát lập tức thấy nhìn đến hai em nhỏ xinh xinh nhận, mình cứ vào có cách để bắt chuyện, hai nhìn mấy ông Tây hạn mình thích nói chuyện, mặc dù mình không biết tiếng nhưng mình có kỹ năng để đưa ra được những tình huống khiến người ta có thể trả lời mình và tạo lên một mối quan hệ, và từ mối quan hệ đó tạo ra mối quan hệ tốt hơn, chất lượng hơn. Thì kỹ năng ấy liên quan đến khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác. Thì ví dụ như chúng ta trong một cái đội nhóm là chúng ta phải có khả năng tạo được cái mối quan hệ khăng khít hơn, giúp đỡ nhánh này nhánh khác. Ngày hôm nay nhánh mình có vấn đề vì ở Nha Trang là tôi có người nhưng mà tôi không có ở đó được, thì tôi phải tạo mối quan hệ rất tốt với một bạn ở Nha Trang, bạn ấy giúp đỡ tôi về cái hệ thống bên đó, chia sẻ với một bạn nào đó ở trong đấy nhưng vẫn là thuộc người hệ thống mình. Thế vậy thì tôi có quan hệ tốt rồi thì những người đó, có những người ở Hải Phòng hay Hà Nội thì tôi lại giúp đỡ, và chúng ta duy trì và tạo ra cái mối quan hệ tốt đẹp đó để khiến các đối tác, khách hàng hay đồng nghiệp của mình sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn, tạo mối quan hệ tốt với công ty thì công ty quan tâm, yêu quý mình hơn, đúng không ạ? Tạo tạo một cái mối quan hệ tốt với sếp của mình thì khi chúng ta là một nhân viên thôi, chúng ta cũng được cất nhắc trở nên một cán bộ, đúng không ạ? Tạo ra một mối quan hệ tốt và chất lượng thì chúng ta nhờ vào một ai đó, ví dụ như là một nhờ vào lãnh đạo đó vào trong một cái việc nào đấy là người ta quý mến mình đó. Vậy thì các cái kỹ năng này như giao tiếp để nghe này, kiến thức về sản phẩm, thuyết phục về giải quyết vấn đề, chiến lược quản lý thời gian và tạo mối quan hệ, thì tất cả các kiến thức này đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển và thành công của một cá nhân trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Và tất cả các kỹ năng này, kỹ năng là một này, rồi là thái độ này, tư duy này, và kiến thức này, nó tạo ra một trụ đại bàng rất mạnh mẽ thế này. Có một đôi chân vững chắc, có một cái đầu thông minh và có một đôi cánh khỏe mạnh thì vươn cao, vươn xa
và đứng một cái tầm nhìn overview luôn. Thay vì chúng ta đứng ở dưới đất chạy như con gà con ấy, có kiến thức là rất chắc đúng không ạ, nhưng chúng ta chạy như gà thì bị lùa gà, và chúng ta chỉ nhìn là bốn xung quanh là cái lồng, cái chuồng thôi. Nhưng chúng ta có thêm cái đầu nữa thì chúng ta lại chỉ là như con gì ạ, như con đà điểu thôi, không biết bay, cao hơn một chút hơn con gà, nhìn xa xa hơn một chút đúng không ạ. Nhưng chúng ta có đôi cánh, chúng ta thái độ tốt, được nhiều người yêu mến, được đồng nghiệp yêu mến, được công ty yêu mến, được cất nhắc, và chúng ta có kỹ năng tốt để bán hàng tốt, có thái độ khách hàng tốt, thì chúng ta đang có đôi cánh để bay cao, và chúng ta trở thành chú đại bàng bản lĩnh và tầm nhìn cao hơn. Khi chúng ta càng bay cao thì chúng ta lại có một tầm nhìn lớn hơn nữa, giống như chúng ta những người nào ấy mà càng thành công càng phải nhìn thấy whistle và linh tu đem cho chúng ta cái điều gì, một sự vĩ đại như nào. Đúng như câu nói Việt vẫn hay thường nói đấy, đó là lợi người lợi mình nhưng lợi cả chúng sinh nhé. Một nền tảng lớn web 3 như thế đem lại cho xã hội này tốt đẹp như thế nào cả nhà mình ạ, đem lại cho xã hội tốt đẹp như thế nào. Vậy thì chúng ta thấy nhìn thấy tất cả những cái điều quan trọng này trong tứ lực thần diệu. Ngày hôm nay Việt mới chỉ chia sẻ một phần nào đó thôi, cũng chưa hết đâu cả nhà mình ạ, nhưng cũng đủ để cho tất cả anh chị em trong cộng đồng của chúng ta cũng một phần nào nắm bắt được là chúng ta cần phải tập trung vào cái gì trong giai đoạn này. Nếu người nào mà chưa có kiến thức, hãy tập trung vào kiến thức. Khi có kiến thức rồi, chúng ta hãy nâng cao kiến thức đó lên, tập trung vào tư duy để trở thành một trí tuệ. Và chúng ta muốn trở thành có hệ thống tốt, chúng ta phải có thái độ tốt và kỹ năng thật tốt. Rất là biết ơn tất cả anh chị em, cô chú anh chị trong cộng đồng đã đến với buổi Zoom ngày hôm nay. Và buổi Zoom ngày hôm nay về tứ lực thần diệu cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn toàn thể anh chị em rất là nhiều nha. Biết ơn tất cả anh chị em. Ok. Máy của Thái Hà đang hiện tại hết dung lượng cả nhà mình ơi. Mình sẽ cắt phần chia sẻ lại nha. Ok. Rất nhiều anh chị em vẫn đang ở trong phòng Zoom ạ. Ngay sau đây xin Thái Hà nhá, gửi lại phòng Zoom cho Thái Hà. Thật là tuyệt vời, sorry cả nhà nhá. Ngày hôm nay thì em cùng với anh Việt Boss đang ngồi ở quán cà phê, thành ra là phải tự phát wifi dùng. Và đến đúng phút cuối là bị hết mạng cả nhà. Rất là mong cả nhà mình hoan hỉ nhá, sorry cả nhà thân yêu. Và không biết là cái tâm thái của mọi người như nào, cảm xúc của mọi người như nào. Không biết rằng là mọi người có muốn tiếp tục nghe vị huấn luyện của chúng ta chia sẻ tiếp hay không. Nhưng mà với em thì thực sự với cả nhà rằng là cái năng lượng và tinh thần của em trong người vẫn còn rất là rạo rực về những cái sự chia sẻ của anh Việt Boss, một nhà huấn luyện, một nhà đào tạo vô cùng là tài ba. Tối ngày hôm nay anh đã mang đến giá trị cho chúng ta vô cùng là những cái thông tin, những cái kiến thức để giúp cho chúng ta trang bị cho mình những cái hành trang để đồng hành cùng với Whistle đúng không cả nhà? Thực sự với cả nhà một cái điều rằng là hiện tại bây giờ đang gần buổi tối ngày hôm nay buổi Zoom của chúng ta gần 400 thành viên. Thế nhưng mà em không biết rằng là những cái buổi Zoom bình thường như thế nào. Nhưng mà buổi Zoom ngày hôm nay cả nhà mình ạ, em thì thực sự với cả nhà rằng là em ngồi bên cạnh anh Việt thôi, em nghe anh Việt chia sẻ thôi, nhưng mà cảm xúc của em vẫn còn đang trào dâng, cả nhà vẫn chưa ngừng được cái cảm xúc đó. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt hơn nữa là nhà mình ạ, em ngồi ở dưới mà em đọc từng comment của tất cả cô chú anh chị nhà mình đã và đang có mặt trong phòng Zoom. Thực sự phải nói rằng là chưa bao giờ mà em thấy rằng là cô chú anh chị nhà mình tương tác cùng với lại vị huấn luyện của chúng ta mà comment nhiều nhiều đến mức độ mà màn hình của em cả nhà ơi nhảy liên tục bằng những cái comment của mọi người. Thực sự luôn là sự tương tác của mọi người giúp cho vị huấn luyện của chúng ta thì tâm huyết và gần như là cháy hết mình, mang tất cả những cái sự tâm huyết và cống hiến những cái kinh nghiệm của mình, những cái kiến thức của mình để dành cho tất cả cô chú anh chị nhà mình đã và đang có mặt trong phòng Zoom cho buổi tối ngày hôm nay. Với những cái kỳ mà em vừa lọc được ra là gì ạ? Tư duy cũ và cách làm cũ thì sẽ tạo ra kết quả cũ đúng không ạ? Rồi là luôn luôn lắng nghe, rồi luôn luôn thấu hiểu, rồi là tôi biết rồi là đồng nghĩa với việc là tôi chết rồi đúng không cả nhà? Và có một cái comment của một cái chị comment rất rất hay mà em đọc ở trên đây là gì ạ? Tâm ở đâu thì tiền ở đó, và chị đã comment rằng là gì ạ? Tâm ở whistle và tiền đến từ linh tu. Đó, vừa nãy em có đọc comment như vậy cô chú anh chị. Thực sự luôn rằng là buổi tối ngày hôm nay em ngồi bên cạnh anh Việt tôi, em nghe và em đọc comment của anh chị tương tác vô cùng là nhiều, và đến bây giờ đây thực sự với cả nhà rằng là
Em vẫn chưa ngừng được cái cảm xúc mà anh Việt Boss chia sẻ cho chúng ta những cái giá trị trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thay mặt cho gần 400 các đại lý đang có mặt trong phòng Zoom trong buổi tối ngày hôm nay, gửi lời biết ơn đến vị huấn luyện của chúng ta, anh Việt Boss đã mang lại cho chúng ta một cái buổi tối vô cùng là giá trị, vô cùng là nhân văn và vô cùng là nhiều kiến thức, đúng không cả nhà? Chúng ta hãy comment thật nhiều những bông hồng để cảm ơn vị huấn luyện anh Việt Boss của chúng ta đi ạ. Vâng, và xin chào, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị nhà mình vào những buổi Zoom sau. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.